Điều đầu tiên cho phép con được gửi lời chào trân trọng nhất đến các thầy cô, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh yêu quý đang có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay ạ. Con là Phương Linh, học sinh lớp 91. Con đã đồng hành cùng mái trường Thuận Đức đến nay đã được hơn 3 năm rồi. Và năm học này đối với con và các bạn 2009 có lẽ là một năm học vô cùng quan trọng và áp lực bởi bọn con đang chuẩn bị cho việc thi vào 10. Vì vậy, cuộc sống của chúng con vẫn thật vui vẻ và hạnh phúc khi có bố mẹ, thầy cô và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ bọn con trên chặng đường này. Ngày hôm nay, con xin phép đại diện cho các bạn, các em được gửi lời tri ân chân thành nhất và giản dị nhất đến với những người cha mẹ, thầy cô, những người mà bọn con vô cùng yêu quý và biết ơn. Bố mẹ ơi, chúng con dù chỉ là những đứa trẻ bé nhỏ, ngây ngô, nhưng trong cuộc sống của chúng con vẫn đang và sẽ có vô vàn thử thách còn chờ đợi ở phía trước. Chúng con cũng đã biết buồn, biết áp lực, nhất là khi bước vào lớp 9. Chúng con cũng đã vấp ngã và thấy thất vọng về bản thân mình rất nhiều. Những lúc như vậy, có bố mẹ ở bên cạnh, động viên, an ủi, thật là nguồn động lực vô cùng lớn để bọn con có thể vững bước tiếp trên con đường hành trình của mình. Bài học đầu tiên trong cuộc đời, chúng con được bố mẹ dạy. Và dù cho mai về sau, bố mẹ cũng sẽ mãi là người thầy hy sinh và yêu thương chúng con nhất. Chính vì vậy, ngày 20 tháng 11 này cũng là dành cho bố mẹ, những người thầy đầu tiên của bọn con. Lời cảm ơn thứ hai, con xin được gửi tặng đến tất cả các thầy cô đã đồng hành với chúng con ở mái trường Xanh Tuệ Đức. Nếu bố mẹ là người thầy dạy bọn con những bài học đầu tiên, thì thầy cô lại là những người vun bồi, yêu thương và nuôi dưỡng chúng con với một tấm lòng rất đáng quý. Thầy cô biết không, có lẽ chẳng ngôi trường nào tồn tại tình cảm thầy trò đáng quý như ở ngôi trường Xanh Tuệ Đức. Học sinh chúng con nghịch ngợm lắm, nhiều lần đã làm thầy cô buồn, nhiều lần đã làm phật lòng thầy cô, nhưng thầy cô vẫn chào đón, chẳng lúc nào ghét bỏ chúng con. Tất cả những tình cảm ấy, chúng con đều có thể cảm nhận được và thật hạnh phúc biết bao khi ngoài bố mẹ còn có những người thầy, những người cô yêu thương chúng con đến như vậy. Tưởng chừng những kỷ niệm nhỏ bé ở thời học trò sẽ dễ dàng lãng quên, nhưng chính những điều ấm áp mà thầy cô dành cho tụi con đã giúp cho quãng thời gian ở trường Tuệ Đức sẽ luôn hiện hữu như một ký ức thật đẹp cho mỗi bạn học sinh sau này. Chúng con thật sự cảm ơn mái trường Tuệ Đức đã biến mỗi ngày đi học của chúng con trở thành một ngày hạnh phúc. Lời phát biểu của con xin được kết thúc tại đây ạ. Con xin cảm ơn các bố mẹ và thầy cô đã lắng nghe.